Vừa mới đứng vào được 3 giây. Sao bật cái này chả thấy nó sáng hơn này nhỉ? Cái máy nó bị... Máy này nó sáng trùng. Máy này đẹp rồi. Hay rồi lấy cá nhân hình ảnh đẹp luôn. Thì giờ xin chào tất cả các chiều mình đang xem livestream của em rồi. Mọi người ơi, mọi người có nhìn rõ em không nào? Đi qua livestream của em hay đang xem livestream của em, mình cho em xin một dấu chấm này, một cái comment hay một cái icon bất kỳ gì đó thôi để em biết rằng là các tình yêu đang theo dõi em trong buổi livestream ngày hôm nay. Và để ngày hôm nay chúng ta biết rằng là chúng ta đang theo dõi nhau trong buổi livestream này, mình cùng tương tác với nhau nha. Hiện tại Facebook đang siết tương tác và ẩn comment của các chị yêu rất là nhiều. Chiều nào mà mình không thường xuyên tương tác với bên em thì chắc chắn là tương tác nó sẽ không được tốt và sẽ bị ẩn comment tại đây, đúng nào? Ngày hôm nay Double T Show bên em mang ra một chương trình rất là hấp dẫn và thú vị. Bởi vậy các chị yêu mình đừng để mình bị ẩn comment nhé. Ngày hôm nay chị yêu nào mà mình bị ẩn comment thì rất là đáng tiếc đấy ạ. Rồi ngày hôm nay này, chương trình Double T Show bên em mang ra một chương trình là gì ạ? Cho các chị yêu là một sản phẩm, một chương trình là săn áo phao Đại Hàn Quảng Châu cao cấp với mức giá là 86k các chị yêu nhé. Rồi chương trình chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream, nên chị yêu nào mình tận dụng cơ hội mình vào đây tham gia live với em, mình săn áo phao được không ạ? Rồi trước khi bước vào chương trình này, các chị yêu mình hãy để lại comment tại đây giúp em nào là gì ạ? Là âm thanh ánh sáng đường truyền em ổn định chưa nào? Nếu âm thanh ánh sáng đường truyền bên em ổn định rồi, mọi người comment tại đây giúp em là đã ổn định để em yên tâm mang đến cho các chị yêu một cái livestream thật là tuyệt nhất. Còn nếu ví dụ như âm thanh ánh sáng đường truyền nó chưa ổn định, nó không ổn định ở chỗ nào, mình comment những cái lỗi đó ở đây để ngày hôm nay em khắc phục, em có thể đem đến cho các chị yêu một cái like thật là tuyệt nhất được không ạ? Rồi ok nào các chị ơi, ngày hôm nay Double T Show bên em mang ra một chương trình xả áo phao với giá 86k. Chị yêu nào mình đang xem live, mình vào đây tham gia live với em, chia sẻ anh chị em bạn bè vào đây cùng tham gia với em này, để săn áo phao Quảng Châu cao cấp đón gió mùa đông bắc được chưa nào? Hiện tại gió mùa đông bắc ngày hôm nay cũng đã về rất là lạnh rồi này. Đấy, ngày mai ngày kia nhiệt độ còn giảm xuống nữa. Đấy chị yêu nào, mình tham gia live với em này, mình săn phao Quảng Châu cao cấp, mình về mình mặc khỏi gió lạnh đúng nào, có gió đến đâu cũng không bao giờ lo. Nên các tình yêu này, đó mình feedback cho em nào là đã ok chưa để em chuẩn bị bước sang một chương trình mới nha. Do ok nào, sản phẩm mà hiện tại Thùy Dương đang mặc trên người ngày hôm nay sale mức giá 86k là một sản phẩm này, được thiết kế phần cổ lông này. Đấy, mũ là cổ lông có thể tháo rời cho em các chị yêu nhé, và mũ cũng có thể tháo rời cho em này. Đấy, ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 86k trong buổi livestream ngày hôm nay. Rồi, comment đúng cú pháp cho em 86k kèm màu kèm số điện thoại. Một sản phẩm phao nhan trần bông rất là dày dặn này. Đấy, được thiết kế điểm nhấn này, ôm form cực chuẩn đúng nào. Ngày hôm nay với 86k mình dinh một sản phẩm phao Đại Hàn, nhanh tay để đúng cú pháp 86k kèm màu kèm số điện thoại, chia sẻ cho em 15 lần, 2 lần lên trang Facebook cá nhân chế độ công khai, 13 lần còn lại chia sẻ vào hội nhóm, hội chợ, hội buôn bán lớn công khai cho em. Đó chính là điều kiện để mình tham gia live với em này. Và để gì ạ? Để điều kiện để mình dinh với sản phẩm áo phao 86k các chị nhá. Người ta bảo rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau đúng nào. Ngày hôm nay sản phẩm em đang mặc này có đến 5 tông màu cho các chị yêu lựa chọn này. Đấy, sản phẩm em đang mặc tông màu cam đất này, màu hồng đất này, màu đen này, đó, màu đen, màu xanh rêu này. Đấy, và một tông màu nữa là một tông màu hồng phấn nhá. 5 tông màu cho các chị yêu mình lựa chọn cho em. 86k kèm màu kèm số điện thoại lên cùng một dòng comment để lên đơn hàng thành công. 86k kèm màu kèm số điện thoại, cú pháp phải đúng các chị yêu nhá. Đấy, nên chị yêu nào mà mình không comment đúng cú pháp là không được lên đơn hàng thành công đâu. Và chương trình chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu livestream thôi. Đấy, nên chị yêu nào ngày hôm nay may mắn mình phải comment nhiệt tình lên thì em mới có thể nhìn thấy. Bởi vì hiện tại Facebook đã update và siết tương tác rất là nhiều, ẩn comment cực kỳ nhiều luôn đấy. Nên là em không thể nào mà nhìn thấy hết comment các chị yêu nếu mà mình không comment nhiệt tình tại đây cho em nhé. Đấy, rồi ok nào, chị 86k kèm màu, chia sẻ cho em 15 lần. Ngày hôm nay 15 lần đổi lại này, được một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu cao cấp được thiết kế như hiện tại em đang mặc một sản phẩm này. Phao ôm form rất là đẹp này. Đấy, đúng rồi, phao này là phao dáng vừa phải các chị yêu nhé.
Thì Dương bên em là cao 1m55 này, hiện tại đang mặc trên gối khoảng 3-5 phân các tình yêu nhá. Dáng không phải là quá dài, không phải là quá ngắn, giữ ấm cho cơ thể cực kỳ tốt. Phao nhăn trần bông siêu dày siêu ấm hàng Quảng Châu loại 1, khóa 2 chiều cho em này, đi xe máy thoải mái luôn ạ. Ngày hôm nay xả mức giá chỉ có 86k thôi ạ. Comment cho em nào 86k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nha. Ngày hôm nay phần quà sẽ dành cho chị yêu nào nhanh tay để lại đúng cú pháp và nhanh tay chia sẻ cho em này. Chia sẻ để làm gì ạ? Chia sẻ để mình cùng nhau đẩy tương tác, mình mua hàng giá rẻ và mình không bị ẩn comment các tình yêu nha. 86k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nha. Đó, chất liệu là phao trần bông siêu dày siêu ấm. Hàng bên em là hàng Quảng Châu loại 1 và có đủ size, từ size L cho đến size 3XL luôn ạ. Quá là đẹp và quá là xinh rồi. Đấy, mũ không thể tháo rời nhưng mà lông tháo thoải mái cho em này. Rất nhiều màu cho các tình yêu lựa chọn luôn ạ. 86k màu cam đất này, 86k màu hồng phấn này, 86k màu hồng đất này, đó, 86k màu xanh rêu này và 86k màu đen cho em này. Rất là nhiều màu cho các chị yêu lựa chọn luôn đúng không ạ? Nhanh tay nào, chương trình chỉ diễn ra duy nhất trong 10 phút đầu livestream cho các tình yêu nha. Rồi, chương trình chỉ diễn ra trong vòng 10 phút đầu live thôi, nên chị yêu nào mình đang xem livestream của em này, đấy, mình rủ anh chị em bạn bè về đây vào cùng tham gia live với em để mình săn sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu với giá 86k nhá. 15 lượt chia sẻ đổi lại một sản phẩm áo phao hàng Quảng Châu cao cấp, có đáng không ạ? Em thấy quá là xứng đáng luôn. Bên ngoài thị trường không bao giờ dưới giá 500.000 các chị yêu ạ. Đấy, bên ngoài thị trường giá không dưới 500.000 mà ngày hôm nay bên em mở bán với giá 86k để đổi lại lượt tương tác của các chị yêu này. Đấy. Ờ, các chị yêu đi xem cận cảnh này, đường kim mũi chỉ phao Quảng Châu của em nó đẹp mê ly, đẹp tuyệt vời ông mặt trời như nào luôn đúng không ạ? Ngày hôm nay chỉ có mức giá 86.000 thôi. Ngoài chợ Ninh Hiệp em thấy họ bán buôn cái mã phao này đã vào mức giá 390.000, 400.000, 500.000 cũng có. Đấy, nhưng mà ở đây em sale cho các chị giá chỉ có 86k thôi. Thì tội gì mà không dinh đúng không ạ? Hàng nét nền nẹp cho em này. 86k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo chia sẻ đủ cho em 15 lần nha. Ngày hôm nay ai không chia sẻ đủ người đó tự đánh mất quyền lợi của chính mình này. Ngày hôm nay duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi ạ, không có nhiều đâu. Hàng bán 86k làm sao mà có nhiều, mà có số lượng vô hạn để bán cho tất cả các chị được đúng không ạ? Vậy thì các chị ơi, ngày hôm nay muốn dinh mức giá 86k, thứ nhất là chia sẻ đủ cho em 15 lần này, 2 lần lên trang Facebook cá nhân và 3 lần 2 lần lên trang Facebook cá nhân và 13 lần lên các hội chợ ở nhóm này. Sau đó vào đây comment cho em theo đúng cú pháp là 86k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Cố gắng comment cho em nhiều lần lên thì cái tỷ lệ hiển thị comment của mình nó cao hơn nhé. Không mình bị ẩn comment ngày hôm nay quá là lãng phí luôn ạ. Và thể lệ chơi của bên em đó là bên em ngày hôm nay sẽ vote trực tiếp ở trên màn hình đang phát livestream đó ạ. Vote trực tiếp trên cái màn hình máy đang phát livestream và ghim trực tiếp bình luận của chị yêu nào ngày hôm nay được quà các chị yêu nhé. Ngày hôm nay không phải là một chị được quà đâu ạ, ngày hôm nay chọn ra tới 3 chị được quà cơ ạ. Rồi, ngày hôm nay có 3 chị yêu may mắn trong buổi livestream ngày hôm nay này đấy. Nên chị yêu nào muốn là mình là được người là được gọi tên thì nhanh tay nào mình chia sẻ đủ cho em vào đây comment nhiệt tình lên để comment của mình đảm bảo không bị ẩn. Ẩn cái này còn có cái kia đúng nào. Rồi, chỉ diễn ra trong vòng 10 phút và hiện tại đã là 8 phút rồi. Chỉ còn 2 phút duy nhất cho chị yêu nào mà gì ạ? Có nghĩa là cho chị yêu nào mình chưa tham gia cái live này của em này đấy. Ví dụ anh chị em bạn bè người thân vào đây cùng chơi biết đâu này, ngày hôm nay đổi lại cái số phận may mắn của mình đúng nào. Rồi, nhanh tay nào các chị ơi này, từ size L cho đến size 3XL, nó có nghĩa là từ cho 40kg đến bao nhiêu ạ? 65kg. Hiện tại Thùy Dương đang mặc size này là size L các chị yêu nhá. Đấy, nó đánh size là đánh size từ size L chỉ tương đương với size S thôi các chị yêu ạ. Đấy. Đúng rồi, ôm form rất là vừa vặn vào người luôn các chị nhé. Thùy Dương bên em là chỉ có cao 1m55 thôi. Đấy, nhưng mà cái dáng này nó không phải là quá dài, cũng không phải là quá ngắn. Với những cái ngày thời tiết vừa mưa vừa rét, mình mặc những cái sản phẩm này cho em này, vừa ấm áp lại vừa thời trang đúng không ạ? Vẫn rất là tôn dáng cho em nhé. 86k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em này. Ngày hôm nay ai mà không chia sẻ đủ người đó chắc chắn là không được lên đơn rồi. Hoặc là các chị yêu nào mà không để lại đúng cú pháp, chỉ để lại 86k, chỉ để lại số điện thoại hoặc chỉ để lại màu đúng không ạ? Hoặc chỉ để lại là cho chị cái này cho chị cái kia thì em chắc chắn là không thể lên đơn được đâu ạ. 86k kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, kèm theo đã chia sẻ cho em 15 lần nào. Rồi, diễn ra duy nhất trong 10 phút đầu livestream thôi và hiện tại đang là 9 phút 10 giây rồi. Chỉ còn 50 giây cuối cùng để mình lên đơn nữa thôi các chị yêu nha. Rồi, chỉ còn 50 giây cuối cùng cho chị yêu nào mình chưa chia sẻ đủ quay vào đây comment xem. Ngày hôm nay chị yêu nào được em gọi tên ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ các chị yêu này, mình chia sẻ cho em vào những hội nhóm. Mình nhớ là mình phải chụp ảnh lại màn hình cái số lượt chia sẻ của mình để bên em còn check lượt nhá. Nếu mà khi mà bên em gọi điện mình à, bên em xác nhận số lượt chia sẻ, mình không có cách nào chứng minh là mình chia sẻ đủ cho em thì bên em không chấp nhận cái lý do đó được không ạ? Rồi, có qua có lại này, cuộc chơi nào cũng có luật chơi, tuân thủ đúng luật chơi mình mới là người chiến thắng được chứ ạ. Rồi này, 86k kèm màu kèm số điện thoại, nhớ là phải comment đúng cú pháp cho em theo đúng thứ tự
86K kèm màu kèm số điện thoại được không ạ? Rồi nhanh tay đúng cú pháp cho em nào, 86K kèm màu, chỉ còn 30 giây cuối cùng cho chị yêu nào chưa comment tại đây giúp em. 86K kèm màu kèm số điện thoại chia sẻ cho em 15 lần các chị yêu nhá. 2 lần trang Facebook cá nhân, 13 lần còn lại chia rồi, sẻ vào okay hộp nhóm hỗ trợ. Hiện tại đã đủ 10 phút rồi nha, em bắt đầu chọn này. Em xin phép dành ra 5 giây cuối cùng cho các chị yêu nào muốn dinh quà. Nhanh tay comment cho em là 86K kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhé. Bây giờ em sẽ bắt đầu vuốt trực tiếp trên màn hình đang phát livestream và sẽ ghim bình luận của các chị yêu nào. Ngày hôm nay may mắn nha. Ngày hôm nay em sẽ chọn ra 3 chị yêu và em sẽ ghim trực tiếp bình luận của mình. Và chọn ra 3 chị yêu ngày hôm nay, mình sẽ được mua áo mức giá 86K nào. Bây giờ em đang lướt rất là nhiệt tình đây các chị yêu ơi. Nào mình comment cho em theo đúng cú pháp và mình comment nhiều lần lên để em được nhìn thấy các chị yêu nha. Rồi 86K kèm theo màu kèm theo số điện thoại nào. 86K kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nha. Rồi ok, thì Dương đang lướt trực tiếp trên màn hình phát livestream rồi đây ạ. Đấy rồi ok nào, chọn được chị Bùi Cẩm Tú, 86K màu cam đất này, số điện thoại 0971918709. Bùi Cẩm Tú ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 86K được chưa ạ? Rồi ok, chị đầu tiên đã được gọi tên rồi. Bây giờ sẽ gọi tên chị tiếp theo thì Dương vẫn đang lướt rất là tích cực đây. Dừng chỗ nào em thấy tên ai em chọn được chị người đấy đúng nào. Rồi nếu chị yêu nào mình phải comment thật là nhiều lên này. Đấy, mình comment thật là nhiều lên để đến em dừng chỗ nào em cũng thấy chị yêu đấy. Có nghĩa là em dừng bên trên không thấy nhưng em rớt xuống bên dưới em lại thấy chị yêu đấy. Nên em rớt bên dưới không thấy chị yêu thì ở giữa em cũng phải thấy chị yêu đúng nào. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ tiếp tục ghim chị tiếp theo nha. Comment cho em nào, 86K kèm theo màu kèm theo số điện thoại kèm theo đã chia sẻ cho em bao nhiêu lần nha. Rồi ngày hôm nay nè, 5 màu luôn ạ. Màu hồng này, hồng phấn này, hồng đất này, cam đất này, màu đen và màu rêu nhá. Và hàng có đủ size cho em. Đủ size cho em là từ size gì ạ? Từ size L cho đến size 2XL luôn ạ. 40 cân đến 65 cân mặc vừa. Đó, em ghim chị tiếp theo luôn nha. Giờ chị Đỗ Gia Hân, 86K màu đen, số điện thoại 0971982 3932. Ok này, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 86K. Không đúng không đủ, hủy luôn ngay lập tức được chưa ạ? Đấy, cuộc chơi nào cũng phải tuân thủ đúng luật chơi được chưa ạ? Rồi ok, còn một chị yêu cuối cùng được sướng tên thôi nào. Đúng rồi. Nhanh tay nào các chị ơi, cơ hội duy còn nhất chị này. Yêu nào muốn dinh với mức giá 86K không ạ? Chị yêu nào chơi game nhiều mà chưa được quà, nhanh tay vào đây comment cho em nhiều lần lên nhá. Em chọn còn một cơ hội cuối cùng cho các chị nào. 86K kèm theo màu kèm theo số điện thoại nha. Em ghim chị tiếp theo luôn bây giờ đây ạ. Rồi em sẽ ghim chị tiếp theo luôn bây giờ đây nào. Rồi ok nào, em chuẩn bị dừng đây. Chị yêu nào mình biết là tên mình chưa nào các chị ơi. Đấy, chỉ còn cơ hội duy nhất là một cơ hội duy nhất cho các chị yêu thôi. Nên là đây em đang vẫn đang nán lại này. Có rất nhiều các chị yêu bây giờ vẫn còn đang comment sai cú pháp nhá. Rồi ok, em chọn chị họ Nguyễn này. Đấy, Nguyễn Diệp Anh, 86K màu hồng phấn, 0945000868. Ok, chị Nguyễn Diệp Anh xin chúc mừng, ngay lập tức inbox cho bên em check lượt chia sẻ đúng đủ bán với giá 86K, không đúng không đủ, hủy ngay lập tức được chưa nào. Rồi chị yêu nào ngày hôm nay chưa mua được với giá 86K, mình theo dõi fanpage bên em, theo dõi Facebook bên em, bật chế độ xem trước này. Khi bên em này, bên em có rất nhiều những cái trò chơi này, những cái thể lệ, những cái săn hàng đúng nào. Mình tham gia, mình bật chế độ xem trước, mình nhận thông báo, mình tham gia với bên em nha. Rồi ngày hôm nay không được, mình ở lại xem live với em. Ngày hôm nay này, em vui tính em mang ra xả giá sốc cho các chị yêu luôn đấy. Đúng rồi, chính xác rồi các chị ơi. Với những cái phao hàng cao cấp như này, nhưng ngoài thị trường em thấy độ đang bán mức giá từ 600 đến 700 nghìn các chị yêu nhá. Và ngày hôm nay chị yêu nào theo dõi live stream của em sẽ sale cho các chị yêu mức giá đặc biệt luôn ạ. Xả kho mức giá chỉ có 390K cho một em áo phao hàng Quảng Châu cao cấp để cho em nha. Thiết kế của em nó là gì ạ? Thiết kế phao ôm vừa vặn vào cơ thể cho em này. Phao ôm vừa vặn vào cơ thể cho em và ngày hôm nay như nào ạ? Chất liệu là phao trần bông rất là dày dặn đúng không ạ? Đấy, và có 5 màu cho các chị yêu lựa chọn luôn nha. Đấy, rồi lần lượt thì Dương sẽ thử từng tông màu cho các chị yêu. Được với cái phần lông này là lông sắc màu các chị yêu nhá. Đang hot trend của năm nay đấy ạ. Ngày hôm nay sale mức giá 390, hàng có đủ size từ size L đến 3XL, từ 40 đến 65kg, ok hết giùm em được không ạ? Rồi một sản phẩm này, phao này là phao nhân trần bông rất là dày dặn để đúng cú pháp giùm em. K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Màu em vừa qua là một màu cam đất các chị yêu này. Đấy, em sẽ qua lần lượt từng tông màu cho các chị yêu nhá. Đấy, ngày hôm nay có đến 5 tông màu cơ ạ. Chị em cho các chị xem cả phần bên trong nữa nhá. Trần rất là ok luôn này. Tag mác hàng Quảng Châu cho em này. Lông rất là lớn luôn ạ, đúng không ạ? Lông rất là dày và rất là lớn cho em và hoàn toàn có thể tháo rời cho em nhé. Cái phao này quá đẹp luôn các chị ạ. Quá là đẹp luôn này. Từ cho đến tag mác này, cho đến khóa này,
cho đến cái chất phao trần bông và cái đường kim mũi chỉ nó rất là nét cho em nhá. Đó, ngày hôm nay xả mức giá chỉ có 390k thôi ạ. Chốt cho em theo đúng cú pháp là mã hàng K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nhá. K49 ngày hôm nay em 5 tông màu và đủ 4 size này, từ size L đến size 3XL, 40 cân đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa cho em này. Đó, đúng cú pháp cho em là K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhá. 390.000 ạ. Rồi, tiếp tục thì Dương qua cao bao nhiêu ạ? Đây là K49, một tông màu xanh rêu. Một tông màu này rất phù hợp chị yêu nào mình đứng tuổi cho em một xíu này, hoặc là chị yêu nào mà mình thích nổi bật tông da mình mặc cho em màu này nhá. Rồi, K49 màu xanh rêu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công, mức giá 390.000, khóa kéo 2 chiều, ngồi xe máy cho em thoải mái luôn này. Đấy, khóa 2 chiều, kéo xuống cho em rất ok. Rồi, tháo mũ mà chị. Tháo được mũ này, đấy, tháo được cả mũ, tháo được cả lông cho các chị yêu luôn này. Chị yêu nào không thích mặc mũ, mình tháo cả mũ cho em, được không ạ? Rồi, mã sản phẩm này sale 390.000, có đủ size từ size L cho đến 3XL, con người 40-65kg, hiện tại thì Dương đang mặc size L các chị yêu nhá. Đấy, đúng rồi, đúng size rồi. L đấy. Nhanh tay chốt cho em nào, K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại này, cái phao nó đẹp tuyệt trần luôn này các chị này. Đó, bảo là cái gì, nó cái dáng nó chiết eo rất là vừa vặn vào người nhá, bảo cái này 6-700 thì mọi người cũng tin rồi đúng không ạ? Đấy các chị mà cứ mặc những cái này đi ra cơ quan là bảo mua 6-700 mọi người cũng tin luôn. Bởi vì nó quá là đẹp luôn, quá là nét luôn cho em này. K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nào. K49 màu em đang cầm đây là màu cam đất cho các chị nhé. Đó, cái này quá đẹp luôn, cái này em vừa rũ trong túi ra like luôn cho các chị này. Còn chưa cả là lượt gì mà nó đã đẹp như này rồi nhá. Đó, cái phần cổ lông của em rất là lớn, à cái mũ lông cho em này. Đấy, cái mũ này có thể tháo cho em và cái lông này cũng có thể tháo cho em nhé. 5 màu cho các chị em lựa chọn ạ, 5 màu và 4 size này. Rồi, tiếp tục này. Đấy, tiếp tục em mặc tiếp theo là một tông màu đen này. Đấy, hàng bên em là hàng Quảng Châu cao cấp loại 1 này. Đấy, đó rất là đẹp. Rồi size người ta đánh từ size L là có nghĩa size L tương đương với size S các chị ạ. Size L này chỉ cho người từ 40 okay đến khoảng 48kg thôi các chị ơi. Mà áo phao này đánh bắt đầu từ size L cho em nhé. Thùy Dương bên em là cao 1m55, nặng 47 cân, hiện tại đang mặc size L rất là vừa luôn đấy ạ. Đó, phao thì nhiều khi họ đánh có mã thì đánh từ S, có mã đánh từ M, có mã đánh từ L, có mã lại đánh từ XL. Vậy thì các mã như nào là em sẽ đọc chi tiết cho các chị luôn như thế nhá. Mã hàng của em là K49 này. K49 ngày hôm nay sale 390.000, hàng đủ size đủ số cho em này, từ size L cho đến size 3XL đúng không ạ? Từ 40 cân đến 65 cân quay đầu mình để mặc vừa cho em. Chốt cho em theo đúng cú pháp là mã hàng là gì ạ? Mã hàng là K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại là mình được lên đơn thành công nhá. Rồi, sau đó là bên em sẽ có telesale gọi điện tư vấn cho mình này. Đó, 3 màu rồi ạ, lên 3 màu rồi đúng không ạ? Màu đầu tiên là màu cam đất cho em này, đẹp tuyệt vời trên này. Cái tông màu này quá đẹp luôn đúng không ạ? K49 màu cam đất này 390.000 này. Đó, K49 màu rêu này 390.000. Mũ tháo rời, lông tháo rời được cho em này. Tiếp tục này, K49 màu đen cho em này. Ngày hôm nay không sáng của em áo phao này thì quá tiếc luôn này. Vừa giữ ấm cho cơ thể này, vừa hợp thời trang. Hiện tại cái lượng comment nó đang nhiều thì em không kịp trả lời comment của từng chị một được nhé. Thì mong các chị yêu thông cảm cho em. Vậy thì chỉ cần chốt cho em theo đúng cú pháp là K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại, bên em sẽ có tele sale gọi điện để tư vấn cho các tình yêu làm sao mặc đẹp mặc vừa thì bên em mới gửi hàng. Để trong trường hợp các chị béo quá, các chị gầy quá, các chị không mặc được sản phẩm của bên em thì em xin phép là sẽ tư vấn sang sản phẩm khác hoặc gửi đơn cho em cũng không gửi hàng đâu ạ. Tiếp tục là K49 màu hồng đất này. Đó, K49 màu hồng đất kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công, mức giá 390.000 các chị nhá. Và hàng có đủ size từ size L cho đến size 3XL, tương đương từ 40kg đến 65kg, có size lựa chọn cho em, giá là 390.000. Hiện tại em đang mặc size L là size nhỏ nhất được chưa ạ? Em nhấn mạnh để cho các chị yêu mình khỏi phải hoang mang này. Rồi, qua tiếp một tông màu tiếp theo. Đúng này, rồi. Em đang còn đến 5 tông màu cho các chị yêu cơ. Nghe size L thì to nhưng mà nó đánh size L thôi chứ còn nó là phông bé các chị ạ. Đấy. Nhờ Thùy Dương bên em là cao 1m55, nặng 47 cân là đang mặc size L rất là vừa vặn luôn nhá. Thì có đủ size là từ size L đến size 3XL, trong khoảng cân nặng từ 40 cân cho đến 65 cân mình đều có thể mặc vừa cho em này. Đó, chút nhanh cho em không là hết hàng luôn ạ. Hiện tại bây giờ đang là cuối năm rồi và ở Quảng Châu họ đã ngưng sản xuất phao rồi các chị yêu nhá. Đó, trong khi là dự báo thời tiết là báo rét đậm rét hại kéo dài từ giờ cho đến hết Tết Nguyên Đán luôn, là thời tiết đều là rét đậm và rét hại. Nhiệt độ chỉ từ 9 độ cho đến 15 độ kèm theo vừa mưa vừa rét. Mình mà không sắm những em áo phao như thế này để giữ ấm thì mình cũng không chịu đâu các chị ạ. Nó rất là rét luôn đấy các chị, lần này là nó rét đại hàn.
kiểu như rét cắt da cắt thịt luôn, rét như là đi ra đường bị tiêm chích cái gì vào người luôn đấy các chị ạ. Mà không mặc những cái áo phao này thực sự không chịu nổi luôn. Đó, cái phao này nó là phao dáng lỡ thì nó giữ ấm cho cơ thể các chị cực kỳ tốt, bởi vì nó trùm kín mông này gần đến chân luôn này, rồi, đầu đến chân rồi nào. Thì Dương cao 1m55 các chị yêu nhá, thì Dương cao 1m55 và đang mặc trên gối khoảng từ 3 đến 5 phân đấy chưa ạ. Đấy, nên chị yêu nào mình cao hơn hay thấp hơn mình đo với cân người của mình này đấy, mình mặc ok cho em được không ạ? Rồi thì Dương cao 1m55 được chưa ạ? Rồi này, sản phẩm này sale 390.000 và size bắt đầu từ size L cho đến size 3XL để đúng cú pháp cho em nào. K49 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment đấy. Mình tháo lông ra như này cho em nếu chị yêu nào không thích lông được kia. Đấy, mũ có thể tháo rời cho em đúng không ạ? Rồi ngày hôm nay sale 390.000, 5 tông màu cho các chị yêu lựa chọn này. K49 kèm màu kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công mức giá 390.000 này. K49 màu hồng phấn này 390.000 đủ size đủ số này. K49 màu hồng đất, một tông màu này rất là tâm đắc, rất là đẹp luôn các chị ạ. Rồi K49 màu cam đất này 390.000 này. K49 màu xanh rêu 390.000 và cuối cùng là K49 màu đen này. Đấy, 390.000 các chị ạ nhá. Ngày hôm nay một sản phẩm này sale. Đây chị đấy chị. Ngày hôm nay sản phẩm này sale mức giá 390.000 đảm bảo là giá sát gốc của bên em rồi, để cho các chị yêu mình đón gió mùa đông bắc này. Đấy, rất là đẹp luôn. Chị yêu nào mà không chốt được cái này tiếc luôn các chị ạ. Ngoài các shop người ta bán 600-700 nghìn cái này em nghĩ là cũng xứng đáng luôn, vì nó quá là đẹp luôn đấy các chị ạ. Từ form dáng này, từ chất liệu phao trần bông này, form dáng cho đến đường kim mũi chỉ, em zoom sát cho các chị xem nhá. Tác mác hàng Quảng Châu cho em này, và hiện tại Thùy Dương đang mặc size L là size nhỏ nhất nhá. Có từ size L đến size 3XL. Đó, hàng Việt Nam làm sao mà may được chuẩn được đẹp như này đúng không ạ? Phao nó trần đều được như này này, cho đến form dáng nó ôm vừa vặn vào người này. Mũ lông cổ lông rất là to cho em như này nhá. Sale mức giá chỉ có 390.000, thực sự rất là đáng đồng tiền bát gạo của chị luôn ạ. 390k thôi ạ. K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại, khóa 2 chiều luôn đây này. Cái này em quá là ưng ý luôn này. Mã này mà em hết hàng em cũng rất là tiếc, bởi vì không thể nào nhập thêm về được nữa nhá. Nên là mình ưng ý thì mình phải chốt nhanh cho em nào. Đúng cú pháp, mã hàng là K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Mình được lên đơn mức giá 390.000 các tình yêu nhá. Nhanh tay cho em nào. Trong khoảng cân nặng từ 40 cân đến 65 cân em bao mặc vừa cho các chị luôn đấy. Hiện tại bây giờ em vẫn còn đủ size này, chốt nhanh thì còn kịp này. Chứ 1-2 ngày nữa mới chốt thì lúc ấy có thể em đã lẻ size rồi các chị yêu nhá. Đấy, nên là mình chốt nhanh cho em, vì hiện tại ở đây đang nhiều comment em không kịp tư vấn cho mọi người nữa. Vậy thì mọi người chỉ cần để lại đúng cú pháp là K49 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Em sẽ có telesale gọi điện để tư vấn chi tiết cho các tình yêu. Mặc đẹp mặc vừa em mới gửi hàng, không mặc đẹp mặc vừa em bỏ qua đơn ạ. Rồi, đúng rồi đấy ạ, các chị yêu mình cứ yên tâm, mình để đúng cú pháp tại đây là mình chắc chắn được lên đơn hàng thành công và sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cận kẽ cho các chị yêu làm sao chọn cho cái chiêu mặc vừa đẹp đẹp nhất nha. Rồi bây giờ thì Dương qua một sản phẩm phao dáng ngắn tiếp theo. Sản phẩm mà Thùy Dương đang mặc trên người là phao đại hàng Quảng Châu cao cấp, được thiết kế này phần mũ có thể tháo ra giúp em được không ạ? Rồi và điểm nhấn đặc biệt trên phần sản phẩm mà em đang mặc là sản phẩm này được chiết eo này. Đấy, được chiết eo này rất là ôm gọn cơ thể, mặc giá mặc phao nhưng không bị giá phá dáng đúng nào, vẫn rất là thon thả eo ả này. Rồi ngày hôm nay sale mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 299.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc, phao trần bông rất là dày dặn này. Đấy, một phao dáng chiết eo rất là đẹp. Ngày hôm nay sale 299.000, yêu thích để đúng cú pháp cho em mã là K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, bắt đầu từ size M đến size 23XL cho người từ khoảng 38kg đến bao nhiêu ạ? 65kg, bởi vì dáng phao này là dáng phao nó hơi nhỏ một xíu này, nên các chị yêu mình 37-38kg mình mặc thoải mái cho em nhá. Rồi bây giờ em sẽ qua từng tông màu của K34 này. Đấy, đúng, K34 của em này 4 màu này và rất nhiều size cho các chị lựa chọn luôn nhá. Toàn bộ là phao Quảng Châu cho em nhá. Trần bông cho em đường kim mũi chỉ cực kỳ là nét luôn này. K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại cho em nhé. Đúng cú pháp, mã hàng kèm màu kèm số điện thoại em mới lên được đơn nhé. Đừng để lại mỗi số điện thoại trong một live stream như này, em lên rất nhiều mẫu. Để lại mỗi số điện thoại xong rồi tả là hết hơi, không biết là các chị mua cái gì đúng không ạ? Đấy, không chốt đúng mã thì em không dám gửi đâu đúng không ạ? Và thứ hai là mình chốt cho em kèm theo số điện thoại thì em mới tư vấn được cho mình nha. Dáng dài chờ em một chút, em qua dáng ngắn em lại lên tiếp dáng dài. Nhà em là chuyên phao rồi, rất nhiều mẫu luôn ạ. Rồi tiếp tục thì Dương qua sản phẩm K34 màu đen này, một màu đen rất là mặc rất là sạch đúng nào, mà không thể kén da kén dáng kén độ tuổi của chúng ta nhá. Rồi K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 299.000, hàng đủ size từ size M cho đến size 3XL, từ 38 cho đến 65kg đều có size lựa chọn cho em này. Đấy, túi có khóa cho em nhá. Đấy, 299.000 các chị ạ, các chị ơi mình không nghe nhầm đâu. Một sản phẩm phao trần bông rất là dày dặn này mà chỉ có 299.000. Bên em bao giá bao chất toàn quốc luôn được chưa ạ? Đấy, phao trần bông rất là dày này, mà hàng có đủ size cho các chị yêu luôn. Đấy. Rồi K34 là mã sản phẩm này. Từ size M cho
cho đến size 2XL nha. Từ 40 cân cho đến 65 cân mình quay đầu mình đều mặc vừa cho em này. Đúng cú pháp cho em là mã hàng K34 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Lên đơn mức giá 299.000 nha. Rồi ok nào, thì giờ qua dáng ngắn này, thì giờ lại lên dáng dài đan xen giữa dáng ngắn và dáng dài cho các chị yêu nhá, để mình tham khảo luôn. Rồi tiếp tục K34 màu đỏ rất là nổi bật và ấm áp đúng nào. Chiều nào mà mình này lạnh giá mình mặc cái màu đỏ thì trông vẫn rất là ấm áp rồi. Đấy, phao chiếc eo ôm gọn này, mặc lên vẫn là tôn dáng này. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công với mức giá là 299.000 này. Đấy, nhanh tay cho em này. Đó các em xin phép là sẽ qua mẫu hơi nhanh một xíu nhá, bởi vì phía sau đây còn rất là nhiều mẫu này. Chiều nào yêu thích mã nào chốt cho em theo đúng cú pháp. Mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là bên em sẽ tự động lên đơn cho mình thành công nhá. Rồi, bên em rất là nhiều mẫu dáng dài, dáng ngắn, dáng lửng có hết. Các chị yêu mình cứ nán lại livestream với em một lát, em qua từng mẫu một cho các chị yêu mình tham khảo luôn được chưa? Rồi mình rảnh tay mình đợi em thì mình chia sẻ cho em một vài lần nho nhỏ xinh xinh để mua được với giá ưu đãi các chị yêu nhá. Đấy, mình rảnh tay mình chia sẻ này để mình mua với giá ưu đãi này. Rồi tiếp tục K34 màu hồng, một tông màu cuối cùng, bốn tông màu đúng nào. Rồi K34 màu hồng rất nhẹ nhàng tinh tế này. Đó. Rồi dáng phao chiếc eo cực kỳ đẹp rồi, không cần phải thuyết minh nhiều. K34 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công với mức giá 299.000 và đủ size đủ số từ 38 đến 65 kg. Rồi em điểm qua lại tất cả của K34 này. K34 tông màu hồng phấn 299.000 này, kèm số điện thoại giúp em. K34 màu xám 299.000, K34 màu đỏ này 299.000 và K34 màu đen 299.000 kèm số điện thoại, lên đơn hàng thành công mức giá 299.000 luôn. Đấy. Đúng rồi, hàng đủ size đủ số nha. Từ size M cho đến size bao nhiêu ạ? Từ size M cho đến size 3XL cho em này. Đấy. Từ 40 đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Phao trần bông hàng Quảng Châu cho em nhé. Mũ có thể tháo giờ cho em này. Đúng cú pháp mã hàng kèm màu kèm số điện thoại mình được lên đơn thành công này. Cái này bị tớn lên rồi. Mời một phát. Cái đấy em vừa mới vừa lúc chiều em xỏ vào không? Cái này mà kéo mạnh này. Đúng rồi. Em vừa lúc chiều em phải xỏ. Thôi là nó tốt. Rồi, bây giờ thì Dương sẽ qua phao dáng dài nha. Đấy, rất nhiều các chị yêu mình quan tâm đến phao dáng dài đúng nào. Ngày hôm nay rất nhiều mẫu phao các chị yêu mình cứ nán lại livestream với em một lát thôi. Đấy, em lên đủ luôn. Đấy. Rất nhiều màu và rất nhiều mẫu luôn nha. Rồi, các chị yêu nào mà mình muốn đổi màu này, trước khi nhân viên bên em gọi điện mình đổi thoải mái. Khi nhân viên bên em gọi điện và vận đơn rồi thì mình đừng đổi cho em nhá. Đấy, nên là mình cứ theo dõi like rồi cuối cùng mình thích màu gì, khi nhân viên bên em gọi điện cho mình chỉ cần nói là mình chắc chắn lấy màu gì thì bên em sẽ gửi đúng màu cho các chị yêu được không ạ? Đấy, rồi bây giờ thì Dương sẽ qua một sản phẩm phao dáng dài tiếp theo hiện tại em đang mặc trên người đây ạ. Phao được thiết kế điểm nhấn là phần logo ở phần ngực này và phần logo ở tay chúng ta rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Sản phẩm này phao được thiết kế mũ này, mũ có phần rút mũ của chúng ta nhé. Đấy, nhưng mà không thể tháo rời được mũ được không ạ? Ngày hôm nay sale mức giá sốc cho các chị yêu, giá chỉ còn 350.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc. Phao trần bông cực kỳ là dày dặn, bao chất bao giá này. Đấy, có cái phần ống mo tay chun ở đây này, không sợ gió lùa đúng nào. Rồi, K35 màu xanh ngọc em đang mặc. Sale 350.000, hàng đủ size cho người từ bao nhiêu ạ? Từ dưới 65 kg đều có size lựa chọn cho em. Và size bắt đầu từ size M cho đến size 2XL các chị yêu nhá. Đấy, từ size M cho đến size 2XL này. Bây giờ thì Dương sẽ lên lần lượt từng màu cho các chị yêu nhá. Phao màu xanh ngọc nha. Quảng Châu cao cấp cho em này. Đấy. Đủ size từ size M đến size 2XL. 40 cân đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Phần mũ này không thể tháo rời này, mũ không kèm lông cho em này. Phía sau là trơn cho em nhé. Điểm nhấn đó chính là phần logo ở tay này và logo ở ngực cho em này. Dáng phao này là dáng phao dài vừa phải nha. Thùy Dương bên em là cao 1m55, hiện tại đang mặc trên gối 5 phân cho em này. Giữ ấm cho cơ thể rất là tốt luôn. Cao thấp béo gầy mình đều mặc được. Hàng đủ size đủ số và ngày hôm nay 7 màu cho các chị yêu lựa chọn luôn nha. Đấy, ngày hôm nay với sản phẩm K35 này em có đến 7 màu cho các chị yêu lựa chọn cơ. Rồi tiếp tục qua một sản phẩm màu trắng rất là tinh khôi đúng nào. Mặc cái màu trắng này mà đi chơi Tết cho em này hay là đi đâu mặc cho em chụp ảnh sống ảo thì thôi rồi, bức ảnh rất là đẹp. Rồi ngày hôm nay sale mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 thôi. Hàng đủ size từ size M cho đến size 2XL. Dưới 65 kg đều có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K35 em vừa qua màu trắng này. Đấy, ngày hôm nay đến 7 tông màu cho các chị yêu cùng lựa chọn cơ. Đúng rồi. Em xin phép là sẽ qua hết K35 sau đó sẽ thử lại những cái mẫu mà các chị yêu cầu nha. Đúng cú pháp cho em nào, mã hàng là K35 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Size là size từ size M đến size 2XL. 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa cho em nha. Rồi tiếp tục này. Đấy, tiếp tục là K35 màu xám này. Màu xám này rất là sang và rất là tinh tế luôn. Ngày hôm nay sale mức giá là 350.000 cho chị yêu nào mình đang xem livestream của em. Yêu thích để đúng cú pháp cho em nào. K35
kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 này. Phao chắn bông cực kỳ dày dặn, ống bo tay chun không sợ gió lùa. Mũ này em đội mũ này, em rút cho các chị yêu xem này. Đấy, phần mũ này mình đi đường mình đội cho em này, sau mình rút cho em hai cái phần dây ở đây này. Đấy, giờ nó sẽ túm cái phần mũ của chúng ta này, sẽ không bị gió lùa vào tay và vào cổ chúng ta được không ạ? Rồi, cái mũ không thể tháo rời cho em nhé. Đấy. Đấy rồi các tình yêu ơi, chỉ cần lại để lại đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại là hệ thống bên em sẽ tự động quét đơn nhé. Sau đó thì em sẽ có tele sale gọi điện để tư vấn cho các tình yêu. Nên là các tình yêu cứ hoàn toàn yên tâm cho em này. Đúng rồi. Hiện tại là bởi vì là cái áo phao này em phải tập trung để em thử và em còn em giới thiệu cho các tình yêu nên là không kịp trả lời hết comment và đọc được hết comment của mọi người, thì mong các tình yêu ra thông cảm cho em nha. Rồi, khóa này là khóa 1 chiều các chị yêu nhá. Sản phẩm này riêng, sản phẩm này không có khóa 2 chiều rồi. Đó, rồi màu thì Dương đang lên một tông màu hồng phấn này. Đó, K35 màu hồng phấn kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000. Hàng đủ size từ size M đến size 2XL, dưới 65kg đều mặc vừa, đều có size mặc vừa cho em được không ạ? Rồi các chị ơi này, mình cứ để đúng cú pháp, bên em sẽ có nhân viên để nhân viên sale gọi điện cho các chị yêu tư vấn cho các chị yêu về chiều cao cân nặng này. Bởi vì sao ạ? Để tư vấn một sản phẩm áo phao mặc vừa với cơ thể của chúng ta cần rất nhiều yếu tố này. Đấy, nên là sẽ có một đội ngũ nhân viên tư vấn rất là kỹ cho các chị yêu làm thế nào ngắm cho các chị yêu mặc vừa và đẹp nhất có thể, bên em mới gửi hàng nhá, nên các chị yêu cứ yên tâm. Rồi tiếp tục là K35 màu đen, không kén da kén giá kén độ tuổi chúng ta được không ạ? Rồi K35 màu đen kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000. Đấy, đủ size mua số luôn này. Thực sự những cái mã này quá nhiều màu luôn các chị ạ, 7 màu cho các chị lựa chọn vào 4 size cơ ạ. Nhanh tay cho em nào, K35 kèm theo màu kèm theo số điện thoại. Hiện tại bây giờ hàng vẫn còn đủ size đủ số để mình nhanh tay mình chọn cho em. Đấy, chỉ cần 1-2 ngày nữa thôi, thời tiết lạnh như thế này là hàng hết rất là nhanh luôn đấy này. Đến lúc ấy mình lại bảo em là lấy thêm cho chị bán đi, nhưng mà bây giờ Quảng Châu họ không còn sản xuất hàng nữa nhá. Bây giờ những cái hàng này giờ nó là hết luôn rồi, mình không mua là mình hết luôn. Mà thời tiết thì lạnh từ bây giờ cho đến qua Tết cơ, nên là không sắm là không còn hàng để sắm. Rồi tiếp tục K35 màu xanh rêu, để đúng cú pháp cho em là K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 các chị nhá. Sản phẩm K35 bên em sale với mức giá là 350.000, đủ size từ size M cho đến size 2XL, dưới 65kg đều có size lựa chọn cho em này. Đấy, 7 tông màu cho các chị yêu lựa chọn này, phao trần bông cực kỳ là dày dặn và mát luôn. Đó, rồi em qua tông màu tiếp theo. Rồi ok nào, tiếp tục lên K35 màu đỏ này. Đấy, K35 màu đỏ luôn nè. Một cái màu đỏ này rất là rực rỡ và mát đúng không ạ? Mình trong cái mùa đông giá rét này, mình mặc càng những cái màu nổi này trông nó lại càng ấm này. Đấy, mình nhìn màu mình đã thấy ấm rồi, chứ nói là mình mặc lên người đúng nào. Rồi K35 màu đỏ kèm số điện thoại trên cùng dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000 các chị nhá. Và bây giờ thì John xin phép và giới thiệu qua một lượt K35 và từng tông màu của K35 cho chị yêu nào mình vừa vào xem live, mình chưa được xem đủ tông màu được không ạ? Rồi K35 là một sản phẩm phao dáng này, không quá dài không quá ngắn, là một dáng phao thì Dương gọi là dáng phao lửng các chị em nhé. Được thiết kế phần điểm nhấn là logo ở ngực và logo ở tay, rất trẻ trung năng động, và phao chắn bông cực kỳ là dày dặn, ống bo tay chun được không ạ? Mũ không thể tháo rời cho em. Ngày hôm nay sale mức giá 350.000 và hàng có size là từ size M cho đến size 2XL, có nghĩa là từ 40 đến 65kg mình có size lựa chọn cho em. Yêu thích để đúng cú pháp nào, K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment này. K35 màu đỏ 350.000, K35 màu xanh rêu 350.000 này, K35 màu đen này, đấy 350.000, K35 màu hồng này 350.000 này, K35 màu xám này 350.000, K35 màu trắng này 350.000 này, và một K35 màu xanh ngọc các chị nhá. Đấy, K35 màu xanh ngọc này 350.000. Rồi đầy đủ 7 tông màu của K35 đây rồi. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em, K35 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là 350.000. Một sản phẩm phao trần bông đại hàn cực kỳ là dày dặn luôn này. Đấy, rồi ok nào, bây giờ em qua tiếp này, qua tiếp mẫu mới luôn nhé. Đấy, nên còn chị yêu nào mà yêu thích K35 mình phải nhanh tay lại chân, mình để đúng cú pháp tại đây để mình lên đơn hàng thành công này. Đấy, bởi vì hiện giờ bây giờ vẫn còn đang đủ size, nên chị yêu nào mà mình không nhanh tay mình comment để trừ hàng trước thì sẽ không còn hàng để cho mình mua nữa đâu. Đấy. Đây các chị yêu ơi, cái mã K49 màu đen của em đây nhé, chị yêu nào quan tâm mã này này, bây giờ em sẽ mặc thử lại K49 màu đen rồi các chị yêu luôn ạ. Đó, cái mã K49 này nãy giờ các chị chốt quá nhiều luôn đúng không ạ? Em sợ là không còn đủ hàng để bán nữa rồi. K49 này em sale mức giá là 390.000 này. Chất liệu là phao nhăn trần bông hàng Quảng Châu cho em nhé.
form dáng là ôm vừa vặn vào cơ thể cho em này. Đó, form dáng ôm rất là vừa vặn cho em nhé. Điểm nhấn của em nó là một cái mũ lông và một cái cổ lông rất là to cho em này. Đó, một cái mũ lông và một cái cổ lông siêu to nhè, siêu ấm này cho em nhé. Đẹp chưa ạ? Nổi bật chưa ạ? Đấy thì các chị ơi, nếu mà không thích mình có thể tháo rời phần cổ lông, hoặc không thích mình tháo rời cả phần mũ cho em đều được nhé. Đấy, tháo rời hoàn toàn cho em được. Dáng phao là dáng phao lửng cho em này. Người mẫu cao 1m55, hiện tại là phao đang trên gối khoảng 3-5 phân cho em nhé. Sale mức giá 390k cho tình yêu nào nhanh tay để lại đúng cú pháp là K49 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. K49 em đủ size từ size L là size nhỏ nhất. Size L là size nhỏ nhất thì tùy dương đang mặc đấy ạ. Đấy. Đấy, cho đến size 3XL, cho từ 40 cân đến 65 cân quay đầu mình mặc vừa cho em. Bây giờ em điểm qua các màu của K49 nha. Rồi, K49 là một sản phẩm phao nhăn trần bông rất là dày dặn. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em. K49 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá là 390.000 nhá. K49 màu đen 390.000 này. K49 màu xanh rêu 390.000. Ôi, cái sản phẩm này phao rất là đẹp luôn, nhìn bên ngoài còn phê nữa các chị ạ. Đấy. Đúng rồi, rồi, quá đẹp luôn này. K49 màu hồng đất này 390.000. K49 màu đỏ màu cam đất này 390.000. K49 màu tiếp theo là màu hồng này. Đấy. Màu hồng phấn các chị ơi, màu hồng phấn nhá. Đấy, cái này có hai màu hồng, một màu hồng đất và một màu hồng phấn này. Đấy. Chất liệu phao nhăn này trần bông rất là mềm mịn và dày dặn cho em nhé. Khóa là khóa 2 chiều nhé. Khóa 2 chiều các chị ơi. Rồi ok, chiều nào yêu thích mã này mình cứ để đúng cú pháp cho em nào. Rồi 1m63 nặng 60kg mặc size gì với em. Rồi chị ơi, với chiều cao cân nặng của mình mặc cho em size với form này thì mình mặc cho em size XL nhé. 2XL. Với cái form này vì form này nó hơi nhỏ một xíu, mình mặc cho em size 2XL là ok hết được không ạ? Rồi, K49 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 390.000 đồng ạ. Đấy. Ngắm trọn vẹn cho em mã K49 này trước khi là em rút nha. Đấy, mã này mà chị mà không chốt thì hơi bị tiếc luôn. Đúng là rồi. Hết hàng luôn đấy ạ. Một cái sản phẩm ôm dáng cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy, ôm dáng rất là gọn gàng luôn. Chị yêu nào mà mình làm văn phòng công sở hay mình làm giáo viên giảng viên, mình mặc cho em những cái dáng phao ôm này cực kỳ là đẹp. Rồi, có một số các chị yêu mình đang quan tâm đến sản phẩm váy hiện tại thì giờ đang mặc bên trong đúng nào? Váy bên trong thì John đang mặc bên trong này. Đấy, các chị yêu rất là tinh mắt nhá. Sản phẩm mà em đang mặc bên trong này là một sản phẩm váy hàng thiết kế cao cấp đến từ Quảng Châu, được thiết kế điểm nhấn là hai phần ống tay, được thiết kế là bồng xòe này. Đó, rất là tiểu thư và điệu đà đúng không ạ? Chất liệu len tăm dày dặn này, co giãn rất là nhiều và đàn hồi rất là tốt. Ngày hôm nay sale shop cho các chị yêu giá chỉ còn 99.000 trên sản phẩm váy hiện tại thì John đang mặc. Yêu thích để đúng cú pháp cho em là V62. V62 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. V62 em bao vừa cho các chị yêu dưới 65kg mình mà ok cho em này. Đấy, trên phần ống tay cũng được có một phần điểm nhấn này. Rồi, V62 màu xám này 99.000, V62 màu xanh coban này 99.000, V62 màu nâu 99.000 và V62 màu đỏ mận 99.000 cho em. Đấy, bao vừa dưới 65kg em bao vừa luôn được không ạ? Một cái sản phẩm váy này rất là tinh tế. Rồi, để đúng cú pháp cho em, V62 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 99.000 đối với sản phẩm váy hiện tại thì Dương đang mặc nhá. Rồi, bây giờ thì Dương sẽ qua phao tiếp theo này. Đấy, ngày hôm nay này, bung lụa phao cho các chị yêu để ngày hôm nay này. Mình gì ạ? Mình sắm để chuẩn bị để đón một cái đợt rét này, một đợt rét kéo dài đúng không ạ? Đấy. Đúng rồi, đợt này các chị sắm lên vài áo phao cho em đi, không là không có áo mà mặc luôn đấy ạ. Thời tiết vừa mưa vừa rét liên tục đúng không ạ? Mình đi ra đường mà mình bị ướt cái áo phao này, mình còn cái áo mà mặc, áo khác mà mặc không là giặt rũ là không kịp khô rồi. Thời tiết giờ nó lạnh, lạnh đến tận đấy, đến lúc đi chơi Tết mà không có áo mặc là chết dở luôn đấy ạ. Đó, ngày hôm nay mà mức giá sale của em rất là rẻ, rất là hợp lý thôi. Mình không chốt nhanh là em cũng không hết hàng, không còn hàng nhập về bán cho mình nữa ạ. Rồi, bây giờ thì Dương xin phép giới thiệu qua một sản phẩm phao dáng rộng nhá. Là cái sản phẩm phao dáng Hàn Quốc cho cái chị yêu nào mà mình tin một xíu đấy, mình trẻ tuổi một xíu, mình thích mặc cái kiểu là phao dáng rộng, phong cách Hàn Quốc đúng không ạ? Sản phẩm em đang mặc trên người được thiết kế là cái phần mũ lông này. Trời ơi, cái lông của nó rất là mượt, rất là đẹp là luôn. Rất là đó. Dày luôn này, trắng muốt này, như bạch tuyết. Cái này mặc đi rồi, chơi, đi Sapa các thứ mà phần tay này, phần tay được thiết kế bo này rất là đẹp này, có đóng cúc luôn các chị yêu này, có hai nấc cúc tùy thuộc vào cái tay của chúng ta thích bo như nào nha. Rồi này, thiết kế hai phần túi hộp rất là lớn này, đó, rất là phong cách kiểu như phong cách Hàn Quốc, mặc lên rất là trẻ trung đúng không ạ? Rồi phao chất da lộn trần bông cho em nhá. Trời ơi, mà cái sản phẩm này mà đi chơi chụp ảnh sống ảo, đẹp quá. Trời ơi, rất đấy là đấy. Đẹp luôn. Rồi ngày hôm nay sale giá sốc cho các chị yêu giá chỉ còn là 550.000 trên sản phẩm phao hiện tại em đang mặc. Mã là K32. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em là K32 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công với sản phẩm phao đang hot hit trên thị trường rồi. Đấy, mặc cái này K32 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nhé. Hiện tại em đang lên tông màu vàng cho mình nhé. Mẫu này có thêm màu nhưng hiện tại em không có đủ ở đây này. K32 kèm theo màu vàng, kèm theo số điện thoại cho em nhé. Đó,
Mà cái form dáng này của em nó là form dáng rộng các chị yêu nhé. Đấy, hiện tại thì Dương đang mặc size S nhưng mà form dáng của nó khá là rộng. Thì cái size S này dưới 60 cân các chị mặc thoải mái cho em. Ngoài ra các chị nào béo hơn em cũng có size to hơn, nhưng mà chủ yếu em nhập size S thôi, vì size S nó đã to như này rồi thì em không nhập size to quá làm gì cả, đúng không ạ? Đó, và cái phao này trên thị trường họ đang bán mức giá 700, 800, 900 nghìn, rất là nhiều luôn này. Đó, mà em bán mức giá rất là ưu đãi, chỉ có 550 nghìn thôi. Rất là xứng đáng và chất lượng so với cái hàng Quảng Châu loại 1 dày dặn cho em này. Và chị yêu nào ở gần shop em mình có thể ghé trực tiếp để xem đồ. Trời ơi, xem chất phao rất là đẹp nha các chị nha. Em không ngại gì zoom sát chất kiểu chất xưa. Đẹp lắm, chất kiểu bởi chất vì là phao hàng loại 1 của em này nó rất là đẹp. Đấy, đấy, nó đừng so sánh hàng chợ này hay hàng loại 2, loại 3 các chị nhá. K32 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nhé. Thùy Dương bên em là cao 1m55 này các chị yêu này, các chị ước lượng cho em nhé. Thùy Dương là cao 1m55 và nặng 47 cân, hiện tại đang mặc size S là size nhỏ nhất của sản phẩm này nha. Đó là các sản phẩm này dưới 60 cân mình mặc size S này cho em vẫn vừa. Mẫu này thì nó có đủ size nha, em chỉ nhập size S với size M thôi vì nó form nó rất là rộng rồi nhá. Đó là cái cổ lông trắng mốt này các chị hoàn toàn là tháo rời cho em, nó đủ nhìn cái cổ lông này. Đẹp tuyệt vời chưa nào? Có 550 nghìn cái này. Giá rẻ nhất trên thị trường rồi đấy ạ. Chị yêu nào gần shop em mình ghé trực tiếp shop em mình shopping cho nó ưng ý nha. Cơ sở 1 ở số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và cơ sở 2 Đại học Nông Lâm Bắc Giang cho em này. Đó, còn chị yêu nào ở xa mua online thì mình chốt cho em theo đúng cú pháp là K32 kèm theo màu vàng, kèm theo số điện thoại cho em lên đơn cho mình thành công nha. Rồi, ok nào. Shop bên em có 2 cơ sở nhá. Số 6 ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở thứ 2 là đối diện cổng trường Nông Lâm Bắc Giang. Hiện tại thì cái mẫu K32 này em mới chỉ có màu vàng ở đây để livestream cho các chị thôi nhé. Thế còn 1 2 hôm nữa khi nó về nhiều màu hơn thì em sẽ live hết các màu cho các chị nhá. Đó, các chị nhìn cái trần bên trong của nó này. Đủ nhìn hàng biết là hàng chất lượng rồi đúng không ạ? Từ cái trần bên trong này cho đến cái tag mác hàng Quảng Châu cho em này. Cho đến cái phần cổ lông với mũ lông cho em, chất phao da lộn rất là dày ấm cho em nhé. Đó, 550 nghìn cho em nào. Đó, chị em nào gần shop em ghé trực tiếp shop em mua đồ đi ạ. Giới thiệu các màu của K49 nhỉ. Chị ơi, chị giới thiệu các màu của K49 đúng không ạ? Rồi, ok, em sẽ điểm qua màu của K49 nhá. Sau đó em sẽ qua mẫu mới này. K49 màu này là màu xanh rêu. K49 màu xanh rêu 390.000. K49 màu cam đất này 390.000. Ôi giời, cái dáng phao này chị yêu nào không mua được rất là tiếc. K49 màu hồng đất 390.000. K49 màu đen này, K49 màu hồng phấn này 390.000 này. Và K49 màu đen này 390.000 các chị yêu nhá. Đấy, một màu đen này. Đấy, rồi ok nào. Đủ tông màu của K49 rồi nhá. Chị yêu nào mà yêu thích K49 thì để đúng cú pháp cho em. K49 kèm màu, kèm số thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng. Đúng rồi. Giá là 390.000. K32 là em sale mức giá 550.000 tình yêu nhé. K32 màu vàng là sale mức giá 550.000 cho em này. Bây giờ em tiếp tục qua phao dáng dài nha. Rồi, bây giờ em tiếp tục qua phao dáng dài của mã sản phẩm, dáng phao dáng dài tiếp theo. Giá hết đâu. Rồi, bây giờ thì Dương qua một sản phẩm phao dáng dài tiếp theo này, nó cũng không là quá dài đâu. Nhưng mà cái sản phẩm này là dáng kiểu gọi như là dáng lửng, dáng lõ đi. Sản phẩm em đang mặc trên người được thiết kế là cái phần mũ lông này. Đấy, phần lông này có thể tháo rời cho em nhưng mũ không thể tháo rời này. Và được thiết kế điểm nhấn là cái phần logo ở tay này, phần khóa ở tay. Rất là trẻ trung năng động này, đằng sau của chúng ta có một dòng chữ này. Đấy, rất là trẻ trung năng động đúng không ạ? Ngày hôm nay sale sản phẩm này với mức giá là 390.000. Chị yêu nào yêu thích mã này để đúng cú pháp cho em là K14. K14 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 390.000 nhá. Đấy, khóa được phối viền này. Đấy, có cái tag ở khóa luôn này, rất trẻ trung đúng nào. Rồi, ngày hôm nay 7 tông màu cho các chị yêu, em sẽ lên lần lượt từng tông màu. Bởi vậy em sẽ qua màu rất là nhanh thôi. Nên chị yêu nào mà mình đã thích màu nào thì để lại đúng cú pháp cho em nhá. Là K14 kèm màu, kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 390.000 ạ. Rồi, bây giờ này quên chưa nói sai đúng nào. Rồi, size bên em có từ size M cho đến size 2XL là từ bao nhiêu ạ? Từ 40 đến 65kg mình đều có size lựa chọn cho em nhá. Đấy, rồi tiếp tục này. K14 màu xám này 390.000 kèm số điện thoại cho em này. Đấy, logo tay rất trẻ trung, chữ đằng sau cũng rất trẻ trung này. Đấy, K14 kèm màu, kèm số điện thoại lên đơn hàng thành công này. Tiếp tục này, K14 màu hồng phấn này. Đó, K14 màu hồng phấn nha. Một màu rất là nhẹ nhàng cho chị yêu nào mà mình thích màu hồng hoặc là mình nhẹ nhàng, mình tinh tế một xíu về mặt kem màu phấn này. Đó, K14 màu hồng phấn kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 390.000. Ống bo tay chun không sợ gió lùa luôn. Đấy. Rồi tiếp tục qua K14 tiếp theo, 7 tông màu cơ mà. Đây em mới qua được 3 tông màu thôi.
K14 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nhé. Chất liệu bên em là chất liệu phao trần bông đến từ Quảng Châu này. Từ form dáng chất liệu cho đến đường may cực kỳ là ok cho em nhé. Phần cổ lông này hoàn toàn có thể tháo rời cho em này. Đủ size từ size M cho đến size 2XL. 40 cân cho đến 65 cân quay đầu mình đều có thể mặc vừa cho em. Đúng cú pháp cho em nào. Mã hàng K14 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại nha. Rồi tiếp tục K14 màu xanh rêu 390.000 này. Đấy, một tông màu xanh rêu rất phù hợp chị yêu nào mình hơi đứng tuổi. Hoặc là chị yêu nào mà mình thích kiểu như là mình thích bật tông da, mình mặc cho em cái màu này nhá. K14 kèm màu, kèm số thoại trên cùng một dòng comment. Lên đơn hàng thành công mức giá 390 nhá. Và hàng có đủ size. Rất to luôn này. Và phần mũ lông này có thể tháo rời cho em nha. Hàng có đủ size từ size M cho đến size 2XL. Có nghĩa là từ 40 đến 65kg mình mặc ok cho em sản phẩm này ạ. Đúng rồi, phí ship bên em là áo phao là 40k trên một áo phao nhé. Đó, mua hai áo phao thì phí ship tức là 50k. Cái áo phí ship áo phao nó sẽ hơi cao một chút bởi vì là hàng nó vừa nặng nó lại vừa cồng kềnh với chị yêu nhé. Đó, tiếp tục là K14 màu xanh ngọc. Một màu xanh ngọc rất là trẻ trung này. Đấy, và rất là lạ mắt đúng không ạ? Với cái sản phẩm này chị yêu nào mà mình trắng da mình mặc cho em rồi ôi, bật tông da kinh khủng khiếp. Rồi nào, K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 390 này. Đấy. Cái lông của cái này. Trời ơi, kinh dã man phê cực luôn. Cái lông của cái này cho kìa. Nhìn ấn tượng kìa. K14 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại cho em nhé. K14 thì em có tới 7 màu ạ. Và có 4 size cho các tình yêu lựa chọn luôn nha. Rồi, tiếp tục này. K14 màu tiếp theo là K14 màu đen này. Đấy, màu đen thì không phải kén da kén dáng của các chị yêu đúng không ạ? Rồi, K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 390.000 này. Và bây giờ thì Dương xin phép được giới thiệu qua sản phẩm K14 và gì ạ? Và đẩm lại tất cả màu của K14 cho các chị yêu nhé. K14 là một sản phẩm phao dáng lõ được thiết kế này, điểm nhấn là cái phần mũ lông của chúng ta, lông có thể tháo rời nhưng mũ hoàn toàn không. Và được thiết kế này là phần logo và phần khóa ở tay rất là trẻ trung năng động. Đằng sau của chúng ta còn một dòng chữ này, đó chính là điểm nhấn. Ngày hôm nay sale mức giá 390.000. Hàng có đủ size từ size M đến size 2XL. Có nghĩa là từ 40 đến 65kg mình mặc ok cho em. Yêu thích để đúng cú pháp là K14 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. K14 màu đen 390. K14 màu xanh ngọc 390.000 kèm số điện thoại cho em. K14 màu xanh rêu 390.000 kèm số điện thoại cho em này. Đấy, K14 màu hồng phấn này 390.000 kèm số điện thoại cho em này. K14 màu đỏ 390.000 kèm số cùng màu trắng. Chưa mặc luôn. Chưa mặc luôn. K14 màu đỏ 390.000 kèm số điện thoại cho em này. Đấy, K14 màu xám 390.000 kèm số điện thoại cho em này. Và còn một màu nữa mà quên chưa mặc giới thiệu cho các chị yêu là một K14 màu trắng nhé. K14 màu trắng nữa chị yêu nhé. Đó, đấy. K14 màu trắng nữa này. Đẹp tinh khôi như một nàng bạch tuyết luôn đúng không ạ? Sale mức giá chỉ có 390.000 thôi. Chốt cho em theo đúng cú pháp nào. K14 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại. Em lên đơn cho mình thành công mức giá 390.000 nha. Quá là đẹp luôn rồi này. Đấy, phao trần bông cực kỳ là dày dặn luôn này các chị yêu này. Đấy, bây giờ em sẽ thử nốt cái tông màu trắng của nó lãng quên mất đúng không nào. Đó. Rồi, K14 màu trắng kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng mức giá 390 nhá. Rồi, K14 màu trắng 390.000 kèm số điện thoại cho em. K14 màu xám 390.000, K14 màu đen 390.000, màu xanh ngọc, màu hồng phấn, màu đỏ này và màu xám 390.000 kèm số điện thoại nha. Đấy, đúng bây rồi. Giờ em sẽ qua tiếp sản phẩm mới này. Bây giờ em xin phép là sẽ qua áo da các tình yêu nha. Rồi, bây giờ thì Dân sẽ qua sản phẩm áo da này. Đấy, giới thiệu cho các chị yêu luôn. Rồi, sản phẩm áo da mà hiện tại thì Dương đang mặc là một sản phẩm da hàng Quảng Châu cao cấp. Được thiết kế này, được thiết kế theo kiểu hãng Zara. Sản phẩm được thiết kế này, cổ vét này, rất sang chảnh và tinh tế này. Thiết kế rất nhiều điểm nhấn đinh tán được đính trực tiếp trên cầu vai và cổ áo chúng ta này. Đó, rất là sang. Và thiết kế rất nhiều khóa giả cho đến khóa thật nhá. Đấy, khóa giả này. Đấy, túi giả này. Túi này là túi thật có kèm khóa cho em. Khóa giúp chúng ta mở rộng phần ống tay cũng có. Ngày hôm nay sale mức giá là 249.000 trên sản phẩm em đang mặc trên người. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em là K05. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng mức giá là 249.000. Có đến 3 kiểu mặc cho các chị yêu này. Đó, đó. Mình mặc khoác giúp em này. Đấy, mình mặc đóng khóa này. Đóng khóa này. Đó, bẻ cổ vét thắt cho em phần đai. Kéo kín cổng cao tường. Ok chị ạ, mua một như được ba luôn. Phần đai di động này mình có thể tháo rời nếu mình không thích cho em nhé. Đấy rồi, hàng bên em hiện tại vẫn đang còn đủ size cho các chị yêu dưới 65kg mình mặc ok cho em.
Đấy, dưới 65kg mình mặc ok cho em này. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment. Chất liệu da rất là dày dặn này, không ngại gì zoom sát chất cho các chị luôn này. Đấy, bây giờ em sẽ qua tông màu tiếp theo này. Đó, K05 kèm theo màu kèm theo số điện thoại nha. Em lên đơn mức giá 249k này. Áo phao phía sau còn rất là nhiều mẫu thì em xin phép lên lần lượt từng mẫu một này các tình yêu. Nán lại ở livestream với em nha, không làm mất nhiều thời gian của mình nữa. Rồi, mình rảnh tay mình chia sẻ cho em một vài lần để mình hưởng cái mức giá ưu đãi nha. Rồi, tiếp tục là K05 màu nhũ vàng. Một tông màu nhũ vàng này là rất là độc và rất là lạ đúng không ạ? Đấy, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường thời trang áo da mà đúng nào. Rồi, ngày hôm nay sale mức giá 249.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em. K05 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công, mức giá là 249.000 này. Đấy, tiếp tục qua một sản phẩm tiếp theo này. Một cái tông màu này rất là sang luôn. Rồi, tiếp tục là K05 màu bạc này, một tông màu bạc rất là sang và rất là chất chơi đúng không ạ? Đấy, mặc cái tông màu cho em thì rất là chất chơi này. Rồi, K05 màu bạc kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công, mức giá 249.000. Da rất là dày dặn, bên trong có lớp lót này. Đấy, rồi ok, K05 sale 249, đủ size dưới 65kg, lựa chọn cho em này. K05 màu bạc 249.000 kèm số điện thoại, K05 màu nhũ vàng 249.000 kèm số điện thoại, và K05 màu vàng 249.000 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp em nha. Để mình lên đơn hàng thành công với mức sản phẩm áo da này. Đấy, sản phẩm áo da bên em đang sale lỗ cho các chị yêu rồi đấy. Bởi vì số lượng nó còn rất là ít nên là bên em mang ra sale lỗ cho các chị yêu này. Đấy, để mình này, mình mặc cái mùa nào cũng sản phẩm áo da cũng rất là đẹp. Bây giờ em sẽ qua cái áo phao màu vàng này, rất nhiều chị quan tâm đúng không ạ? Rồi, tiếp tục này, một sản phẩm áo phao vàng này cũng là sản phẩm hot hit đấy nha. Một sản phẩm phao vàng này cũng là sản phẩm hot hit trên thị trường thời trang chị ơi. Đóng khóa, chị cả nhìn cái khóa của nó là đồ của nó quá to. Cái này tiện hơn, nó có cái này. Nó cái này mà mình thắt vào xem là nào thì mình thêm mặc suông sẽ đẹp hơn. Tùy, mặc cái nào cũng đẹp. Có rất nhiều chị con thích rất là ít rồi. Nó kiểu gì nhỉ? Rút cái nó kiểu gì ấy? Rút cho cố. Rồi ok, bây giờ thì Dương qua một sản phẩm phao dáng hot hit tiếp theo mà hiện tại em đang mặc trên người đấy ạ. Đấy, một dàn sản phẩm dáng phao được thiết kế là phao dáng rộng phong cách Hàn Quốc đúng không ạ? Được thiết kế là cái phần mũ lông này của chúng ta này. Đấy, lông có thể tháo rời cho em nhá. Và thiết kế này hai phần túi hộp rất là lớn này. Đấy, một phong cách rất là Hàn Quốc này, phao dáng rộng cho em. Và có cái phần rút dây cho các chị yêu này. Đấy, chị yêu nào mà mình không thích rút dây mình mặc dáng suông cho em. Mình không thích rút dây thì mình mặc dáng suông cho em nhá. Đây có thể điều chỉnh được này. Đấy, ví dụ như vừa rồi là rút dây đúng không ạ? Bây giờ em sẽ thả ra nhá. Đấy, bây giờ em sẽ thả dáng suông này. Đó. Đấy, chị rất phù hợp chị yêu nào mà mình tin tin này. Mình mặc cho em cái sản phẩm này mà sang nước ngoài này. Đấy, mình đi du lịch này. Cái này mặc rất đẹp cho em này. Đấy, đóng cúc từ trên xuống dưới cho em này. Đó, và dáng rất là dài, rất là ấm cho em nhé. Thì Dương bên em cao 1m55 mà mặc cái này qua gối luôn này. Cái này bất chấp thời tiết cả mưa cả tuyết cho em nhé. Tông màu vàng rất là đẹp luôn đúng không ạ? Mã hàng của em là mã hàng K16 nha. K16 em sale mức giá 550k. Hàng đủ size từ size M cho đến size XL. 40 cân. Không, mã này 40 cân mà hơi rộng rồi. 45 cân. 45 cân cho đến 65-70 cân em đều mặc mã này cho em đều vừa này. Đó, thì Dương đang mặc size M nha, size M là size nhỏ nhất đấy ạ. Size M chỉ tương đương size S thôi. Rồi, nào nhanh tay để đúng cú pháp em là K16. K16 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment, lên đơn hàng thành công, mức giá là bao nhiêu ạ? 550.000, phao hot hit trên thị trường luôn ạ. Phao này phao dáng dài cho em nhé, các chị yêu nào cao cao một xíu mình mặc nó sẽ đẹp hơn này. Đó, cao từ 1m55 đủ lên thì hãy mặc mã này cho em, không nó dài quá đúng không ạ? 1m50 đấy. Cao càng cao và ngày càng đẹp cho em. Và tông màu vàng rất là thời thượng cho em này. Bo chun ở tay cho em này. Chất phao chấn bông rất là dày, rất là ấm cho em nha. Rồi, còn chị yêu nào quan tâm sản phẩm nào mình để cú pháp tại đây nè. À, mình để comment tại đây để em trả lời trực tiếp cho các chị yêu này. Đấy, mã hàng là K16 nha. K16 kèm theo size, kèm theo số điện thoại cho em nè. Em lên cho mình mức giá là lông bay vào mùa gắn mãi với ta. 550.000 nha. Mặc áo dạ này. Rồi, bây giờ thì Dương sẽ qua sản phẩm áo dạ nha. Đó, sản phẩm áo dạ hiện tại em đang mặc
trên người này. Đấy là một sản phẩm dạ dáng baby doll các chị nhá. Một dáng dạ rất là dễ mặc và rất là xinh xắn. Sau vòng được thiết kế điểm nhấn này, được thiết kế điểm nhấn là cái phần cổ vét và chéo rất là tinh tế đúng không nào? Đấy, rất là sang chảnh đối với sản phẩm thiết kế cổ vét này. Đó, thiết kế phần túi này có cách điệu một xíu. Đằng sau chúng ta có một phần đai làm tôn lên cái dáng áo của chúng ta rất là đẹp này. Đấy, ngày hôm nay sale mức giá bao nhiêu ạ? Chỉ 249.000 trên sản phẩm dạ hiện tại em đang mặc. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm là K09. K09 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công với mức giá là 249.000 các chị yêu nhá. Sản phẩm này chất liệu này, dạ mịn dạ ép cao cấp đến từ Quảng Châu này. Đấy, dạ mịn dạ ép cao cấp luôn này. Đấy, rất là lì đúng không nào? Rồi với sản phẩm này ngày hôm nay sale 249.000 có hai tông màu cho các chị yêu này. Đấy, một là tông màu kem hiện tại em đang cầm nhá. Đấy, và một tông màu này là một tông màu nâu tây. Chiêu nào mà cái tông màu này rất là tây, yêu thích để đúng cú pháp cho em là K09 kèm màu kèm số điện thoại lên cùng một dòng comment. Và đối với cái sản phẩm này bên em hiện chỉ còn size cho chỉ còn size lớn này, đó là nhược điểm của chúng là chỉ còn size lớn cho người từ bao nhiêu ạ? Từ 55kg trở lên thôi. Đấy, có nghĩa là từ 55kg trở lên mình có thể mặc được cái sản phẩm này nha. Đấy, rồi ngày hôm nay sale mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 249.000 thôi, yêu thích để đúng cú pháp cho em. Mã sản phẩm kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công này. Phao màu rêu nhiều cái chị. Bên em có rất nhiều sản phẩm phao màu rêu chị ạ. Đấy, em không hiểu là em không biết là xem phao mình... màu rêu gần váy đỏ. Ghi xem mọi người comment nhiều này. Mọi người lên thấy nhiều comment này. Phao màu rêu gần váy đỏ. Chắc là gần áo. À đây, gần váy đây. Hay cái này. Ok này, bây giờ em sẽ lên lần lượt từng mẫu nhé. Bởi vì rất là nhiều mẫu phao màu rêu đúng không ạ? Thì là em sẽ lên lần lượt từng mẫu một cho các tình yêu luôn ạ. Mã hàng áo dạ của em là K09 nha. K09 thì hiện tại em chỉ còn size lớn thôi ạ. Cho từ 55 cân đổ lên này. K09 màu nâu và K09 màu kem cho em nhé. Đó, bây giờ em sẽ bắt đầu thử sang các mẫu từ phía bên kia sang nhé. Đấy, chờ em một chút để nán lại trong livestream với em một chút. Em thử các mẫu lần lượt các mẫu cho luôn cho các chị luôn ạ. Cao 1m65 mặc thoải mái luôn các chị ơi. Thử từ giờ vào đi. Hay thử cái mẫu ở giữa đi. Mẫu giữa cao 5 này. Không rồi. Cái mẫu mà đấy. Đây á. Ừ. Mẫu màu rêu luôn. Ồ, vào chữ à. Ừ. Lên mã mới chứ tình yêu luôn ạ. K09 thì em chỉ còn size lớn nhá. Size L, size XL và size XL cho từ 55 cân đến 70 cân mình mặc được cho em, còn dưới 55 cân em hết size mất rồi ạ. K09 có hai màu nâu bò và màu kem cho em nha. Đó, bây giờ em xin phép là sẽ lên một mã dáng phao mới luôn nhá. K62. Rồi ok, bây giờ thì Dương xin phép được qua một sản phẩm phao tiếp theo này. Một sản phẩm phao dáng này là phao dáng dài này. Sản phẩm phao được thiết kế rất là trẻ trung năng động này. Được thiết kế hai phần túi hộp rất là lớn đằng trước này. Phần túi có chữ nước em nhá. Đấy, và hai cái phần bên trên này. Đấy, hai cái phần túi giả bên trên đúng không nào? Rồi khóa này, phần ống tay này. Đấy, đằng sau cũng có chữ luôn này. Đó chính là điểm nhấn đặc biệt. Ngày hôm nay sale sản phẩm này với mức giá là 350.000 các chị yêu nhá. Đấy, chỉ 350.000 trên sản phẩm hiện tại em đang mặc trên người. Chị yêu nào yêu thích để đúng cú pháp cho em mã sản phẩm này là K62. K62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá là 350.000. Và sản phẩm này bên em có size là size M, size L và size XL. Size M, size L và size XL cho chị yêu nào dưới khoảng cân nặng 60kg mình mặc ok cho em sản phẩm này. Để đúng cú pháp cho em nào, K62 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công. K62 bên em có 3 tông màu giới thiệu cho các chị yêu này. Tông màu đầu tiên em qua là một tông màu xanh rêu này. Đó, do kem thấy chị nha, chị Vương Trần nha. Đó, K65 nha. K62 cho em nha. Hàng các Quảng chị Châu ơi, cho em mũ này thì không thể tháo rời cho em nhá. Đấy. Trần mông rất là dày dặn, mã này thì không có cổ lông, mũ cũng không tháo được rời cho em này. Dáng phao này, dáng phao dài kiểu trẻ trung cá tính nhá, chị không rộng một tí. Đấy, có chữ đằng trước và có chữ ở túi nha. Mã hàng là K62 kèm theo màu, kèm theo số điện thoại này. Em thấy tất cả tình yêu luôn nha. Hàng này có 3 size cho em này. Size M, size L và size XL. 40 cân cho đến 65 cân mình mặc được mã này cho em nhé. Khóa này là khóa bạc này, rất là sáng, rất là trơn cho em này. Rồi này, đó, tiếp tục là K62 màu xám này. Đó, K62 màu xám này, túi hộp này. Ở túi có chữ, đằng sau cũng có chữ này. Đấy, rồi, sale bao nhiêu ạ? 350.000. Hàng có size M, size L và size XL này.
Đối với sản phẩm màu xám hiện tại em chỉ có size L các chị yêu nhá. Đấy, chỉ có size L cho khoảng các chị từ khoảng 45 đến 55 kg thì mà ok cho em. Đó. K62 màu rêu này, K62 màu xám và K62 màu đen nhé. Cho em xem áo phao trên cùng kia được không? Áo phao trên cùng của em mã hàng là K14, em vừa thử qua một lượt rồi. Thì chị Nguyễn Huyền inbox cho em này, bảo là gửi hình cho xem K14 thì em gửi hình cho mình xem cho dễ nhé. Hoặc là mình chia sẻ like trên bên tường, tẹo nó mình tua lại mình xem giúp em này. Rồi, tiếp tục K62 màu đen này, K62 này chỉ có 3 tông màu thôi. K09 chị cao 1m65 thoải mái luôn chị yêu ơi. Nhưng mã đấy em chỉ còn size lớn thôi ạ. Khoảng 5 nốt mã này nghỉ luôn. Ừ. Cũng 59 phút rồi. Hôm nay đến cuối view cũng hơi cao luôn nhé. Trên không? Sao rồi không chị em? Anh chị mình ăn đi tạo chưa em? Lúc em đi xuống đây làm lúc ở nhà em phải nấu cơm. Rồi ok, tiếp tục qua cao bao nhiêu. K62 màu đen này. Một màu đen thì rất là dễ mặc để không kén da kén dáng của chúng ta đúng nào. Rồi K62 màu đen kèm xuống tại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá mức giá là 350.000 các chị nhá. Và hàng với đối với màu đen này bên em cũng có đủ size là size M, size L và size XL. Các chị nào dưới khoảng cân nặng 65 kg mình đều có size lựa chọn cho em, và khoảng từ 45-40 kg mà ok cho em này. Ủng hộ tay chu các chị nhá. Rồi em điểm lại K62 này. K62 là một sản phẩm phao dáng dài được thiết kế hai phần túi hộp rất là lớn, đằng túi có chữ này, đằng sau lưng chúng ta cũng có chữ này đấy, và hai phần túi giả bên trên cho em nhé. Ngày hôm nay sale mức giá 350.000, màu đen và màu rêu bên em có đủ size M, L và XL, dưới 65 kg mình bảo ok cho em, riêng chỉ màu xám bên em chỉ có size L được chưa. Rồi K62 màu đen 350.000, K62 màu xám 350.000 và K62 màu rêu 350.000 và K62 màu xám 350.000 nhá. Đúng rồi, có chị đang yêu cầu em lên mã này đúng không ạ? Đó. Rồi, tiếp tục đây em lên một sản phẩm này. Phao này phao rất là trẻ trung năng động và rất phù hợp chị yêu nào mà mình tin tin mình nghịch nghịch một xíu này. Cái nào ạ? À? Màu xám kia đây chị. Rồi tiếp tục thì Dương qua sản phẩm áo phao này. Áo phao hiện tại thì Dương đang mặc là một sản phẩm phao thiết kế phao dáng rộng các chị em nhá. Và thiết kế điểm nhấn này, phần mũ lông chúng ta có thể tháo lông ra giúp em này. Đấy, có thể tháo lông ra giúp em. Và sản phẩm này là điểm nhấn đặc biệt là phối cái viền khóa một tông màu này, màu sắc rất là tươi tắn đúng nào. Ống bo tay chun giúp em này. Đấy. Và hai bên sườn của chúng ta được thiết kế hai phần khóa nhá. Phần khóa này thứ nhất nó là một điểm nhấn điểm trang trí. Thứ hai này chúng ta có thể kéo lên giúp em. Đấy, có thể kéo lên này. Chị yêu nào mình ngồi xe, mình không muốn kéo cái khóa hai chiều ở giữa, mình kéo hai khóa sườn, mình ngồi xe thoải mái. Hay chị yêu nào không thích kéo khóa sườn, mình kéo khóa ở giữa, kéo khóa hai chiều giúp em này. Đấy, nó có một điểm nhấn đặc biệt là như thế này. Đấy. Rồi, đằng sau có một điểm nhấn là phối phần da và một cái tác cài rất là đẹp. Ngày hôm nay sale với giá là 350.000 với sản phẩm này. Mã là K65. K65 bên em có hai size, size XL và size 2XL cho người dưới khoảng cân nặng 60 kg mình mặc ok cho em này. Đấy. Rồi K65 này bên em có 3 màu này. K65 màu xanh rêu này. Đấy. 350.000 nhá. Đấy, và các chị em nhớ là cái này có hai size thôi. Size XL và size 2XL nhá. Size XL như chị Dương đang mặc ở đây ạ, thì dành cho các chị nào khoảng độ dưới 53 cân mặc được cho em này. Còn size 2XL thì dưới 60 cân mặc được cho em. Đấy, nó đánh size nghe có vẻ to vậy thôi nhưng mà chỉ có dưới 60 cân mặc được thôi ạ. Đấy, đúng rồi. Nghe size nó to thì các chị hoang mang đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì Dương đang mặc size XL đấy. Đấy, thì Dương đang mặc size XL này. Gọi gần như là vừa in rồi đấy ạ. Đấy, nên chị yêu nào dưới khoảng 53 kg thì mình mặc ok cho sản phẩm này nha. Đấy rồi. K65 kèm màu kèm xuống hạ trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công, mức giá là bao nhiêu ạ? Chỉ 350.000 một sản phẩm phao trần bông cực kỳ là dày dặn này. Đấy. Rồi ok nào, nhanh tay nào. Bây giờ em qua tiếp một tông màu tiếp theo là một tông màu đen này. Ngày hôm nay có đến 3 tông màu cho các chị yêu cầu. Rất là nhiều yêu cầu của mọi người ở đây thì em sẽ không nào kịp phục vụ hết được tất cả nha. Thì các chị ơi, nếu mà em không kịp trả lời mình thì mình có thể inbox cho em để em gửi hình cho mình nhá. Và em tư vấn thêm cho mình nhá. Đó, tiếp tục này, màu đen này. Màu đen thì rất là dễ mặc rồi, chị yêu nào mà mình cá tính một xíu thì mặc cho em cái màu đen này thì rất là cá tính. Bởi vì phối cái phần khóa này nó rất là trẻ trung.
chiều nha. Đấy, khóa sườn luôn. Rất là dễ tiện lợi cho các chị yêu mình đi xe máy, xe số ấy. Đấy, xe số là mình phải ngồi chọn hai chân ra nên là nó rất là tiện lợi đúng không ạ? Rồi đây ạ, ca này là K65 350.000. Là một sản phẩm áo phao dáng rộng này, ống bo tay chun, đằng sau thiết kế khối da và tác này. Đấy, và khóa này, à túi này. Đấy, phối màu đây này, hai khóa sườn được chưa ạ? Rồi ngày hôm nay sale mức giá sốc chỉ còn 350.000. Yêu thích để đúng cú pháp cho em. K65 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng dòng comment. K65 màu đen 350.000, K65 màu xám 350.000 và K65 màu xanh rêu 350.000 kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment để mình lên đơn hàng thành công nhá. Rồi phao trắng ở hàng trên nhỉ? Dạ, sản phẩm phao trắng đấy thì Dương đã lên mẫu rồi. Nên bây giờ thì Dương sẽ dơ qua cho chị yêu xem nhá. Còn nếu mà mình muốn thêm mặc lên người như nào mình tô lại là kết thúc là chuyện tô lại là chuyện với em. K14 cho em nha. K14 này em sale mức giá 390.000 này. Được chưa? Đây là K14 màu trắng này, sale 390.000. Hàng đủ size cho từ 40 cân đến 65 cân mình mặc được cho em nhá. Màu trắng. Có một năm nay mọi người thích màu trắng nhỉ? Ừ. Hãy gặp những người hỏi màu trắng. Phao tay gấu năm nay bên em lại không có rồi. Phao gì tay gấu? Năm ngoái nhà mình bán chạy phao tay gấu năm nay bao nhiêu rồi? Nó sẻ sẻ đấy á. Không. Cái tay gấu năm ngoái cơ, năm nay không có. Nay Quảng Châu không dùng sản xuất đâu, chị không đặt hàng. Rồi cái nào còn chị em nào còn câu hỏi còn thắc mắc nào nữa thì mình nhanh tay mình để lại dưới comment để em giải đáp cho mình nha. Rồi có chị em nào còn câu hỏi gì còn thắc mắc gì mình để lại comment tại đây để em trả lời trực tiếp thắc mắc cho các chị yêu này. Còn nếu không là bây giờ thời lượng cuối livestream rồi thì Dương xin phép được kết thúc livestream ở đây nhá. Có màu trắng ngắn không? Trắng ngắn thì có rồi, nếu mà phao trắng ngắn thì bên em có cái mẫu sản phẩm này nhá. Đấy, là mẫu sản phẩm được thiết kế này, logo ở ngực này và logo ở phần tay chúng ta này. Đấy, phối phần tác khóa này, rất là đẹp, chữ đằng sau. Sale bao nhiêu ạ? 350.000. Và hàng có đủ size này, dưới 60kg mặc ok cho em, mã là K15. K15 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment lên đơn hàng thành công mức giá 350.000 nhá. Đúng rồi. K14 em có đến 7 màu cơ ạ. Các chị ơi, bây giờ K14 7 màu em không mặc lại được hết đâu ạ. Mình inbox cho em này, em gửi hình cho mình nha. Đó, bây giờ em giới thiệu thêm hai mẫu phao trắng nữa này. K35 này. Đấy, K35 mình sale 350.000 này cũng có màu trắng ạ. Đấy, và K14 ở đây em là sale 390.000 cũng có màu trắng cho em nhá. Đúng cú pháp cho em là mã hàng kèm màu kèm số điện thoại em tư vấn cho mình nha. Em lên đơn cho mình thành công nha. Rồi, có chị yêu nào mà mình vào sau này. Đấy, mình chưa xem được cái mẫu sản phẩm phao lên người như nào thì các chị yêu mình chia sẻ cái livestream này lên tường cho em. Sau khi em kết thúc livestream này mình xem lại sản phẩm đấy giúp em lên người như nào, rồi inbox cho chị ảnh, inbox cho bên em lên đơn hàng cho mình. Còn nếu không này, mình có thể inbox cho bên em gửi ảnh cho các chị yêu nhá. Rồi bây giờ thì tôi xin phép được kết thúc livestream ở đây. Xin chúc mừng tất cả các chị yêu và xin chào và hẹn gặp lại ạ.